Chào các bạn, mình là Thảo, giám đốc điều hành của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Lean. Thiện nguyện cộng đồng là một cách tiếp cận về thiện nguyện dựa trên tiền đề rằng mọi cộng đồng đều có tài sản và nguồn lực của riêng họ. Đó có thể là tiền bạc, kỹ năng, kiến thức hoặc là mạng lưới, v.v. Và khi những cái tài sản và nguồn lực này được tập hợp lại với nhau, chúng có thể tạo nên được sức mạnh và tiếng nói cho chính cộng đồng đó. Mỗi một thành viên trong cộng đồng khi tham gia đóng góp nguồn lực vào quá trình giải quyết những vấn đề chung và sẽ có cảm giác như mình là một nhà đồng đầu tư, và từ đó họ sẽ quan tâm hơn đến kết quả cũng như là hiệu quả của những cái hoạt động đang diễn ra. Do vậy, việc tập hợp những cái nguồn lực từ chính cộng đồng sẽ làm tăng cái tính giải trình, sự tín nhiệm cũng như là yếu tố minh bạch của quá trình giải quyết những cái thách thức chung của cộng đồng. Có thể lấy một cái ví dụ đơn giản nhất về thiện nguyện cộng đồng, đó là người dân trong một cái xã khó khăn ở khu vực vùng sâu vùng xa và họ muốn làm một cái con đường để trẻ em ở khu vực đó có thể đi học dễ dàng hơn vào mùa mưa. Từ một cái sự đóng góp một phần nào đó của Mạnh Thường Quân thì tất cả những cái người dân trong xã đó họ cùng chung tay với nhau, có người thì đóng góp ngày công, có người thì đóng góp gạch đá vân vân, và tất cả cái sự tập hợp nguồn lực đó giúp cho con đường hoàn thành. Và những cái người dân trong xã đó họ có cảm giác là họ là những cái nhà đầu tư cho chính cái con đường này, và từ đó họ quan tâm tới cái hiệu quả của cái việc làm cái con đường như thế nào cho nó tốt, cho nó chất lượng, và chung tay vào cái việc giữ gìn cái chất lượng của cái con đường đó. Cách tiếp cận về thiện nguyện cộng đồng có thể làm nâng cao vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong cộng đồng, đặt vào tay họ khả năng tạo nên được sự thay đổi và giúp biến đổi cộng đồng đó trở nên tốt đẹp và đáng sống hơn. Như vậy thì tổ chức nào đang thực hành về thiện nguyện cộng đồng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video sau nhé!